Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo về hành chính năm 2023, các thành viên của Ủy ban Pháp luật đề nghị cần phải làm rõ các số liệu liên quan tới việc công dân tới trụ sở cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có xu hướng tăng và tỷ lệ tiếp công dân của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ còn ở mức thấp. Nhìn từ báo cáo của Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn khi năm 2023, số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tăng 37,5%. Số lượt người tới các bộ ngành cũng tăng trên 67% so với năm trước. Nguyên nhân lý do tại sao lại là cái số vụ việc người lại là khiếu kiện tố cáo lại tăng vọt, số vụ cũng lại tăng. Mà trong cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta khó khăn, thường thường ta khiếu kiện bất động sản rất là nhiều. Mà tình hình của năm 2023 này bất động sản chúng ta đâu có chuyển biến gì đâu, nó nằm yên tại chỗ rồi. Cái thu hồi sử dụng đất cũng vậy, là năm 2023 chúng ta cũng rất là hạn chế. Một số công trình nó còn cầm ê kéo dài mà hiện nay lại là tăng vọt, cho nên tôi đề nghị cũng nên có đánh giá. Giải trình về vấn đề này, trưởng ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, do con số này được so sánh với năm vẫn còn dịch COVID-19, tỷ lệ người dân đến khiếu nại tố cáo thấp nhất, cho nên số liệu sẽ có sự chênh lệch. Còn nếu so sánh với giai đoạn trước COVID, đây cũng là con số không đáng lo ngại. Cứ khoảng 18 cho đến 20.000 công dân một năm tại trụ sở tiếp dân bình thường, và nó giảm dần theo các năm. Có rất nhiều cái sự chỉ đạo của Chính phủ, giám sát của Quốc hội đấy, thì nó giảm dần các năm, nhưng khoảng tầm từ 15.000 trở xuống đến 12.000 thì nó tăng là do là nó 4.000 nó lên mấy nghìn thôi. Tỷ lệ thì có vẻ nhìn thấy tăng, thế nhưng mà cái số thực tế thì báo cáo của đại biểu Quốc hội là cũng xem không có gì đáng lo ngại. Về việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạt 45% và cũng mới chỉ đạt 92% số ngày tiếp công dân theo quy định, các ý kiến đề nghị Chính phủ bổ sung làm rõ lý do của việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp ít ủy quyền nhiều. Trong cái báo cáo Chính phủ nói rõ thêm cái nguyên nhân vì sao, có phải là hiện tượng né tránh không, hay là do các đồng chí bận nhiều việc hay là thế nào. Thực ra là cái hoạt động tiếp công dân đấy cũng là một hoạt động lãnh đạo và quản lý, về nguyên tắc là như thế. Thì nhưng mà lại có tình trạng này, cái này cũng phân tích thêm. Và đồng thời trong cái phương khắc phục á, trong phương hướng của năm tới thì chúng tôi của báo cáo Chính phủ, chúng tôi cũng chưa thấy cái giải pháp này. Thì đề nghị nếu như có thì các đồng chí cũng bổ sung. Không cao là đúng, không phải là vì các anh ấy không có lý do, nhưng có một số bộ ngành ấy là tìm mãi chẳng có dân đến mà tiếp. Ví dụ như là thông tin truyền thông chẳng hạn, mấy các bộ khác cả. Cho nên tôi đề xuất như sau, tức là các đồng chí yêu cầu báo cáo tiếp dân thường xuyên theo luật của những bộ mà có khiếu nại tố cáo nhiều nhất. Ví dụ như là Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Trước đó trong sáng nay, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra dự luật lưu trữ sửa đổi.